cho thấy ở dưới gốc này nó có những cái đoạn ống nước trở lên, có nghĩa là bà con mình dùng cái ống nước đó để khi mà mình tưới cho cây nó sẽ khỏe cho bà con mình hơn, đúng không chú? Cái nước này á là mình cứ mình bét một sồ như vậy á lấy 1,5 triệu tiền ống, cứ mỗi gốc tôi bét mỗi cây, vậy là khi ghim motor là mình mở cái khóa là nó đi hòn nào là đi hòn đó thôi, mà nước nó ở trong cái gốc nó đảm bảo. Mà cũng phải muốn tưới mạnh là mình ít khóa, mà chứ nhiều là nhẹ khóa lẹ thì nó ở trong gốc hết chứ nó không có đủ ở ngoài. Và đồng thời tưới mà cái cây mà nó ở trên lá tưới xuống là tốt hơn là tưới dưới gốc. Cháu được biết là đối với loại đất cát và ven biển như thế này thì cái khuyết điểm của nó là nó sẽ thường rất ít chất dinh dưỡng. Thì thấy là bà con nông dân của mình ở dưới đây nó thường phủ một lớp dây sáng cỏ như thế này thì cái nó tác dụng như thế nào hả chú? Cái này nó tác dụng của nó mục đích đó là ở vùng đất cát ven biển là nó khô nó nắng, cho nên mình tủ cái này là vừa đảm bảo độ phân bò mà đồng thời là nó độ ẩm của nó là lúc nào nó cũng cao hơn gốc cây. Nếu chậm tưới đi nữa nó vẫn là độ ẩm. Vậy có nghĩa là mình sử dụng cái loại này bắt đầu từ khi mà mình trồng cây là mình dùng hả chú? Có hồi nào bỏ hồi nãy. Có hồi nào mình cứ bỏ hồi nãy. Cứ bỏ hoài hoài vô thôi. Dạ.